Good afternoon, class. Welcome to our class today. Last week, we had the part B in Unit 10, A Bad Toothache. Today, we will continue the Unit 10, Health and Hygiene, with the part B3. Open your book, please. At page 104. We have activity 1. Look at the picture and guess. Look at your picture in your box and choose the best answer. We have 4 sentences. 1. Dr. Lai is a doctor, a teacher, or a dentist. Oh yes, of course, she is a dentist. 2. What does she wear to work? She is a dentist, so she wears uniform to work. 3. What does she do for the student's teeth? I think she looks after all the students' teeth. How do the children feel when they come to see Dr. Lai? Oh, the children feel scared when they come to see her. They are your answers. Now, we have activity 2. Look at the picture again and answer. You can see the above activity and easy to answer. Với cái bài tập này, các bạn rất là dễ dàng trả lời vì đã có các cái đáp án gợi ý ở cái bài tập hoạt động 1 vừa qua. Now, what is Dr. Lai's job? Công việc của Dr. Lai là gì? Chúng ta nhìn vào phần bài tập trên và chúng ta trả lời. Dr. Lai is a dentist. Okay. What clothes does Dr. Lai wear to work? She wears uniform to work. How do most children feel when they come to see Dr. Lai? Hầu hết bọn trẻ cảm thấy như thế nào khi mà tới khám bác sĩ Lai? À, tất cả bọn trẻ đều cảm thấy rất là sợ. How does Dr. Lai help these children? Bác sĩ Lai đã giúp bọn trẻ như thế nào? À, Dr. Lai rất là ân cần, dịu dàng, tử tế và bà ấy đã giúp bọn trẻ là trám những cái lỗ răng sâu của mình. Now, let's begin new lesson. Open your notebooks and write down please. We have some new words. Listen and repeat. Surgery. Surgery. Smile. Smile. Serious. Serious. Check the teeth. Check the teeth. Feel the cavity. Feel the cavity. Regularly. Regularly. Forget. Forgot. Forget is a verb, and forgot
is a past form of forget. Now, listen and repeat. Surgery, smile, serious, check the teeth, fill the cavity, regularly, forget, forgot. You can write the meanings of these words in your notebooks. Look at your book again, the part 3, and answer. Where is Min? Chúng ta nhìn thấy câu đầu tiên, Min is sitting in Dr. Lai's surgery. Vậy chúng ta có thể trả lời, he is in Dr. Lai's surgery. What is the matter with him? Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy vậy? Chúng ta thấy trong bài, chúng ta lần trước chúng ta đã nhớ là mình bị đau răng ha. He has a toothache. You can say he has a cavity in his tooth. Anh ấy bị đau răng hoặc là anh ấy có một cái lỗ răng sâu. Yes. Now, look at your book at page 104. Listen to the text. 3. Listen and read. Min is sitting in Dr. Lai's surgery. Dr. Lai is checking his teeth. Dr. Lai is kind. She smiles at Min and says, "Don't worry, Min. You have one small cavity, but it isn't serious. Your other teeth are fine." Min is very happy. Dr. Lai fills the cavity in Min's tooth. She finishes in less than 10 minutes. Min is very pleased. Then Dr. Lai sits down and talks to Min again. "How often do you brush your teeth, Min?" she asks. Min looks worried again. Well, sometimes I forget to brush my teeth." "Try not to forget," Dr. Lai says. "Brushing your teeth is very important. Clean teeth are healthy teeth." Now, we have 3 minutes to read the text silently and answer true or false. We have 5 sentences. 1. Min is in the hospital. Chúng ta nhìn vào bài và chúng ta vừa rồi cũng mới trả lời xong là Min is in Dr. Lai's surgery. Như vậy câu này phải là false. Min's cavity is serious. Chúng ta nhìn vào hàng thứ 3. Dr. Lai đã nói với Min như thế nào? "You have one small cavity, but it isn't serious." Cháu có một cái lỗ răng sâu nhỏ thôi. Nhưng mà nó không nghiêm trọng đâu. Mà trong này là Min's cavity is serious. Of course, it's false. Dr. Lai feels the cavity in Min's tooth. Yes, it's true. Sentence 4. Min never forgets to brush his teeth. Min không bao giờ quên đánh răng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào hàng thứ 10. Lúc mà Dr. Lai hỏi Min có bao lâu thì đánh răng một lần, có thường xuyên không, thì Min nói, sometimes I forget to brush my teeth. Như vậy trong này trả lời never thì nó phải là false. The last one. Dr. Lai is checking Min's teeth. Cái câu này nó nằm ngay hàng đầu tiên luôn ha. Of course, true.
Next, we have the activity 4. Complete the story. Mục đích của cái bài tập này là tóm tắt lại nội dung của bài B3 mà chúng ta vừa học ở trên. And we have to fill the words in the blanks. Min is very, and Dr. Lai notices this. She admits and tells him not to worry. She explains what a pestis has are. He has served them regularly. After Dr. Lai feels he took Min leaves, he is very. Trong cái bài tập này chỉ có là 5 ô trống, chúng ta điền 5 từ sao cho nó thích hợp. Và các bạn hãy nhìn lên, nhìn đẩy lên trên phần B3 vừa rồi chúng ta vừa mới học xong. Câu đầu tiên, Min is very, and Dr. Lai notices this. Min rất như thế nào, và bác sĩ Lai đã chú ý, đã biết được điều này. Chúng ta đã biết là Min rất là lo lắng, âu lo, hồi hộp khi mà đi khám nha sĩ. Cho nên sau tính động từ to be is, nó phải là một tính từ. Chúng ta có thể là điền từ nervous, hoặc là chúng ta cũng có thể điền từ worried. Mấy cái từ này chúng ta đã học ngay từ hồi học kỳ 1. Ở ô trống thứ 2, she admits and tells him not to worry. Các bạn nhìn vào hàng thứ hai cho cô. She smiles at Min. Cô ấy cười với bạn Min. Động từ smile chúng ta mới học xong là cười, mỉm cười đó. Mà cười với ai? Smile at somebody. Thì chúng ta dùng là giới từ là at. Ô trống thứ ba, she explains one of his thick has a. Sau ở này là một danh từ. Thì đây là cái câu chuyện kể lại câu chuyện việc Min đi khám răng và được bác sĩ Lai là trám răng cho mình. Cho nên là trong câu này bà ấy giải thích rằng là một trong những cái răng của anh ấy nó sẽ bị có một cái gì đây, một cái lỗ sâu, cavity, nó là một danh từ. Ô trống thứ tư, sau has to là một động từ nguyên mẫu. Anh ấy phải làm gì một cách thường xuyên nào? Từ them ở trong này có nghĩa là his tick. Thì như vậy là anh ấy là theo lời khuyên của bác sĩ Lai là phải đánh răng một cách thường xuyên. Brush. After Dr. Lai feels his tooth, Min leaves. Sau khi bác sĩ Lai trám răng cho anh ấy, Min rời khỏi phòng khám và anh ấy cảm thấy rất là thế nào, rất là thoải mái, rất là dễ chịu, rất là vui vẻ. Và sau động từ to be cũng sẽ là một tính từ. Chúng ta dùng từ pleased, hoặc là chúng ta dùng từ happy, they are the same. Now, listen again. Min is very nervous, and Dr. Lai notices this. She smiles at Min and tells him not to worry. She explains once about his teeth has a cavity. He has to brush them regularly. After Dr. Lai feels his tooth, Min leaves. He is very pleased. And we have the last activity. It's homework. We have three things. Details the story about Dr. Lai. Learn new words by heart. Prepare before and five. Với cái phần homework, các bạn về nhà đọc lại bài và nói lại, kể lại câu chuyện về bác sĩ Lai vừa qua cho cô, dựa vào cái bản complete the story. Cái phần thứ hai mà chúng ta lâu nay vẫn làm công việc thường xuyên mỗi khi về nhà sau khi học một bài, đó là học thuộc từ mới và tập chép từ mới. Phần thứ ba là chúng ta xem trước phần B4 và B5 ở trang 105.
tiết học của chúng ta hôm nay là chấm dứt. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye and see you later.